Hoa Lan Di Phong giới thiệu anh chị rất là lâu rồi. Tại sao dòng Ben Soda xưa anh chị? Ha dạ, thì phải nên sưu tầm ở vườn nhà của mình. Thứ nhất là thơm, thứ hai màu sắc vàng, thứ ba là trồng càng lâu càng đẹp anh nha. Và anh chị thấy như phía sau của Hoa Lan Di Phong đây là một chậu dendro, đang có thể nói là sau cái chậu bà liễu chớp hồi xưa, chậu bự bự á, anh chị có thể ngó như góc màn hình nha. Thì đó là thời đầu anh cả. Và tiếp theo đây, một chậu trấn vườn của Hoa Lan Di Phong là bằng một chậu Ben Soda xưa, rất là cao to và đặc biệt hoa thơm cực kỳ luôn. Và sau đây Hoa Lan Di Phong xin mời anh chị nhìn ngắm chậu Ben Soda xưa cực kỳ khủng tại Hoa Lan Di Phong nha. Xin mời anh chị ạ. Thì chắc chắn rồi anh chị, để tạo ra một chậu Ben Soda khủng này cần về thời gian và kỹ thuật trồng cũng tương đối. Tuy nhiên em khuyên anh chị là những cái chậu Ben Soda thường thường là rất dễ trồng anh nha. Giống như ở đây thì anh chị có thể là rất là nhiều, sau khi mà cái clip mà em đăng về cái thuần vỏ thông hay là gì á, thì hiện tại em là ở Long An anh chị, ở miền Tây. Thì việc mà em những cái chậu này là anh chị là những cái chậu mà thiết kế anh chị, bốn chậu thiết kế và ghép lại này anh chị, và hiện tại đang bám rễ cũng khá là tốt anh chị thấy không. Vẫn còn để vỏ dừa, sơ dừa ở đây anh chị. Nếu mà anh chị nào thật ra mình không cần bỏ hết sơ dừa đó anh chị, nó vẫn phát triển tốt. Đây minh chính là một điều ở đây anh chị thấy sơ dừa không đó, và nó vẫn phát triển bình thường, và chỉ cần bỏ thêm vỏ thông vào nữa thôi anh chị. Vỏ thông vào nữa, và nếu mà anh chị nào trong những ngày Tết á có cắn hạt gì hạt dưa hoặc là hạt hướng dương nè, anh chị sẵn tiện anh chị thải vào đây luôn anh chị, để tưới và để giữ ẩm cho cây đó. Thì sau khi những cái clip cũng như là những cái tấm hình mà tại fanpage Hoa Lan Di Phong, cũng như là cái clip trước đó em có quay về cái chậu Ben Soda nhận được sự quan tâm khá là nhiều của anh chị. Màu vàng rực rỡ anh chị, về độ xuyên hoa của Ben Soda thì khỏi cái bàn cãi anh chị. Một vòi, hai vòi, ba vòi, bốn vòi, năm vòi, năm vòi trên một thân, một chùm hoa vậy nè anh chị. Hoa phải nói là cực kỳ thơm và rất lâu tàn anh chị ạ. Hoa thơm lâu tàn, anh chị chỉ cần thử một lần, anh chị bước vào vườn Hoa Lan Di Phong, anh chị đứng ngoài kia thôi là anh chị đã nghe hương thơm này rồi đó. Rất là nhiều anh chị đang hỏi em, và rất là nhiều anh chị muốn sở hữu cái chậu này, thì sẵn đây em xin chia sẻ anh chị luôn. Chậu này em chỉ bán tại vườn thôi nha anh chị ạ. Với một cái chậu xưa em đã làm sẵn cho anh chị vào một cái chậu khô này rồi, và cây cao tầm khoảng là hơn 1 mét và đang rất nhiều vòi hoa, phù hợp chơi giờ là từ tới Tết, với mức giá là 11 triệu đồng. Nhưng mà em sẽ bán tại vườn nha anh chị ạ. Chứ chậu này em khiêng cổng nổi mà gửi hàng đi không biết sao mà gửi luôn á. Với 11 triệu đồng thì anh chị tới vườn anh chị chở, rất phù hợp với anh chị để anh chị trưng những cái đại sảnh anh chị ạ. Thơm màu vàng rực rỡ. Mà hiện tại năm nay Ben Soda em xin cũng xin chia sẻ anh chị luôn, từ chậu 12 này, từ chậu thiết kế nè, bán ở Hoa Lan Di Phong rất là nhiều. Và đây là minh chứng rõ ràng và cụ thể nhất đối với những lời mà Hoa Lan Di Phong giới thiệu ở những cái buổi live stream. Thơm thành ra lâu tàn, xiên hoa, càng trồng thì càng đẹp càng thơm anh chị. Đây